Hôm qua ngày 19 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống và giữa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện với Công an huyện Nông Cống. Dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống gồm các nội dung: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật, giám sát hoạt động tư pháp, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm, tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật. Chương trình phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện với Công an huyện Nông Cống trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật, tránh việc bỏ lọt tội phạm hoặc khởi tố oan sai. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhằm tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong quá trình áp dụng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên cùng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật.